Bà bầu sử dụng mật ong như thế nào cho đúng cách? Xin chào các mẹ bầu, trong video này Hạnh sẽ trả lời cho câu hỏi bà bầu sử dụng mật ong như thế nào cho đúng cách nhé. Thứ nhất, để an toàn, bà bầu nên hòa mật ong với nước nóng để uống. Nhiệt độ tốt nhất là khoảng 35 độ C. Thứ hai, bà bầu uống bao nhiêu mật ong là đủ? Bà bầu không nên uống quá 5 muỗng mật ong mỗi ngày. Lý do là mật ong sẽ làm cản trở cái sự hấp thụ dinh dưỡng từ các nguồn khác. Thai nhi cần nguồn dinh dưỡng đa dạng, nên việc uống 5 muỗng mật ong sẽ không có lợi. Thứ ba, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng mật ong nếu đang bị tiểu đường thai kỳ. Vì tuy mật ong có vị ngọt tự nhiên nhưng chủ yếu vẫn là đường. Thứ tư, cần lưu ý không dùng chung mật ong với các thực phẩm, sản phẩm giàu vitamin C và D. Nguyên nhân là những dưỡng chất trong mật ong ảnh hưởng khả năng hấp thu hai vitamin này. Thứ năm, mẹ bầu khi uống mật ong thì nên sử dụng cách xa với thời gian ăn đậu hũ. Sử dụng mật ong chung với hai thực phẩm này sẽ tạo ra chất kết tủa, gây khó tiêu. Thậm chí trường hợp nặng hơn là gây hôn mê, khó thở. Trên đây là 5 cách dùng mật ong đúng cách cho bà bầu, được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu khuyên. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh. Hãy lưu video và chia sẻ để nhiều người cùng khỏe nhé.